3 điểm mà chúng ta cần nói với nhau trước khi bắt đầu nói vào nội dung chính của video này. Thứ nhất, đây không phải là một chiếc Maserati. Thứ hai là hôm nay tôi hơi ốm nên là giọng có thể không được tốt lắm. Và điểm thứ ba đó là đây là một chiếc xe rất khó gọi tên. Thương hiệu này thì gọi nhãn hiệu của họ ở Việt Nam là MG. Mà nếu đã đọc là MG thì các bạn phải đọc là MG5 chứ không thể đọc là MG5 được. Thế nên tạm thời tôi sẽ gọi theo một cái cách đọc dễ chịu nhất, MG5, cho nó dễ. Rồi, với chiếc MG5 thì thực ra đây không phải là chiếc xe quá mới thị trường Việt Nam đâu. Thế hệ 1 của mẫu xe này có xuất hiện ở Việt Nam nha. Và các bạn sẽ không thể nào nhận ra nó vì thế hệ 2 nó quá khác biệt. Tất cả những gì mà các bạn nhìn thấy ở đây ấy, nó không liên quan gì tới thế hệ 1 cả. Và rõ ràng là chúng ta sẽ vẫn có một cái bài toán nó rất MG ở đây. Các bạn có một phần giá bán. Bây giờ thì tôi không biết, nhưng tổng giám đốc của MG ở Việt Nam ấy có tuyên bố là chiếc xe này phân khúc hạng C nhưng nó cạnh tranh hạng B nha. Và giá bán cực kỳ tốt, ngoại hình cực kỳ đẹp. Đó là điểm được đầu tiên đã. Điểm thứ hai là các bạn sẽ có một chiếc xe mà về kích thước tổng thể so với tất cả chiếc xe khác ở trong phân khúc hạng C ấy, nó đều lớn hơn khá nhiều. Tuy nhiên điểm trừ nó nằm ở việc trục cơ sở lại khá nhỏ. Nhưng với tôi thì bằng đấy thứ cũng đã đủ tốt rồi. Tiếp đó thì chiếc xe này ấy, có một điểm nho nhỏ nữa mà tôi ngay từ khi tôi nhìn thấy chiếc xe này trên internet thì tôi đã thấy rất tiếc vì nó có một cái tạo hình fastback thể thao rất là đẹp mắt. Nhưng khá đáng tiếc là cái chiều ngang của lốp ở đây chỉ là 215 thôi. Với tôi nếu ở đây là một bộ vành 18 inch và lốp ngang 235 nó sẽ là cực kỳ tuyệt vời. Tức là các bạn sẽ không thể nào có một điểm gì bàn về cái ngoại hình của mẫu xe này ở một mức giá cạnh tranh hạng B cả. Đăng. Sau đó thì chúng ta sẽ nói về những cái được, những cái chi tiết mà tôi rất thích ở đây. Đầu tiên thì với một chiếc xe, rất xin lỗi anh em MG đang đứng xung quanh xem tôi quay video, thì tôi coi MG là một thương hiệu Anh nhưng có gốc gác Trung Quốc. Và với một thương hiệu như vậy thì rõ ràng là cái phong cách tiếp cận ấy, nó giống một chiếc xe gì đấy là điều mà chúng ta sẽ phải chấp nhận thôi. Nhưng một bài toán rất thực dụng ở đây là các bạn có giá tiền nho nhỏ nhưng ngoại hình rất đẹp mắt. Và thứ mà khiến cho tôi cực kỳ thích ở đây đó là phần lưới tản nhiệt. Nó được tạo hình theo kiểu dạng một cái đai và nó xỏ ra. Nếu các bạn nhìn chiếc xe này từ phía trực diện ấy, thì tôi gọi là nó có một cái tạo hình rất là GT. GT ở đây nó mang nghĩa một chiếc xe thể thao đi được đường dài. Và các bạn sẽ thấy tổng thể của chiếc MG5 nó rất rộng ngang, thấp và có một cảm giác về trọng tâm thấp. Hãy nói về cái cảm xúc khi các bạn nhìn ở phía bên ngoài nha. Vì thực ra xe hơi á, các bạn ngồi ở trong lái thì nhiều, nhưng một vài giây nhìn ở bên ngoài thôi cũng đủ tạo ra một quyết định mua xe rồi. Và với tôi thì một chiếc xe cạnh tranh phân khúc hạng B có ngoại hình rất GT ở đây, nó đã là một điểm cộng rồi. Rồi, chúng ta sẽ đến với một chi tiết ở phần đuôi xe. Đây cũng là một chi tiết mà MG họ làm rất tốt, mặc dù nó vẫn đi theo cái xu thế thiết kế của thời đại bây giờ thôi, nhưng với tôi là một chi tiết rất tốt. Đây là một vài giây mà tôi nghĩ rằng các bạn seller của MG sẽ rất muốn xem. Vì nếu để giới thiệu cho khách hàng mẫu xe của mình, thông thường các bạn thường dẫn về phần đầu, về phần 3, phần 4 đầu, về phần đèn. Nhưng với tôi thì chiếc xe này nó đặc biệt đẹp ở góc 3 phần 4 phía sau. Các bạn sẽ thấy một cái đường thiết kế, với tôi thì chiếc MG5, MG5 sẽ rất phù hợp với người dùng là nam giới vì nó thể hiện mức độ cơ bắp nhiều hơn là sự mềm mại. Và đặc biệt là tôi rất thích chi tiết này. Các bạn sẽ thấy có một cái đường cong nó vuốt từ tay nắm cửa sau cho tới phần đèn hậu. Và nó tạo ra một cái mức độ nở hậu rất tốt. Tức là cơ bản ấy, khi mà mẫu xe này các bạn nhìn từ góc 3 phần 4 phía sau, nhìn nó hoành tráng bệ vệ hơn rất nhiều so với cái phong cách của phần vuốt vuốt ở phía đằng trước. Phần đèn hậu hay là thiết kế phía đằng sau, tôi cũng tin rằng ở trên internet các bạn sẽ nhận ra được đây là những cái chi tiết nó giống một chiếc xe gì đó. Nhưng lại một lần nữa thì với tôi ấy, những gì mà MG họ đang đặt ra ở đây, cái bài toán họ đặt ra ở đây đó là cạnh tranh với phân khúc xe hạng B với một phong cách thiết kế như này là cực kỳ thuyết phục. Rồi, chúng ta sẽ nhìn thấy phong cách fastback cũng khá là quen thuộc thôi. Và nếu mà để nhắc về fastback của phân khúc hạng C thì ngay lập tức người ta sẽ nghĩ tới Honda Civic, chiếc xe sắp ra mắt phiên bản 2022 và có thể giá bán sẽ phải tầm trên 1 tỷ đấy. Nhưng ở đây các bạn sẽ có một giải pháp khác, vẫn fastback, vẫn đẹp mắt và bên trong sẽ có một điều bất ngờ nữa. Với vai trò là một chiếc fastback, một chiếc xe có ngoại hình rất thể thao, thì điểm đáng tiếc của tôi với chiếc MG5 phiên bản cao đó là ghế của nó chỉ có thể chỉnh được 8 hướng thôi. Tôi rất thích một cái phong cách thiết kế ngồi mà nó kết nối hoàn toàn người và xe. Và điều đấy sẽ yêu cầu việc bộ ghế của các bạn chỉnh được phần đệm đỡ đùi ở đây nữa. Nếu chỉnh được đệm đỡ đùi, đỡ chặt vào đây nữa, nó là một chi tiết rất tuyệt vời về cái không khí thể thao. Đăng với phần điểm trừ, còn điểm cộng thì sao? Với một chiếc xe, nhắc lại là cạnh tranh với phân khúc xe hạng B, thì các bạn có một cái phong cách thiết kế ở đây nó rất đặc. Nó mang tới một cái cảm xúc mà
có thể nói là của những chiếc xe khá nhiều tiền. Còn về mặt tổng thể, tất nhiên là các bạn sẽ nhìn thấy những cái đường nét vô lăng hay cụm cần số ở đây, hay là những cái phím điều khiển ở đây, nó vẫn giống với những gì mà MG đang thể hiện ở những cái mẫu xe cao cấp của mình thôi. Và chúng ta sẽ có hai thứ đáng để nói ở đây. Thứ nhất là với tôi ấy, thì về mặt chất liệu ở trên chiếc MG 5, mọi thứ đã được mang lên với một cái bài toán tương đối là chiều chuộng người dùng, tương tự như phong cách của chiếc MG ZS, da rồi những cái bề mặt nhìn rất là tử tế. Và điểm thứ hai là về mặt công nghệ, thì ngoài hai cái màn hình hiển thị điện tử ở đây đương nhiên là rất đẹp rồi, rồi phanh tay điện tử, auto hold vân vân, thì thứ mà MG họ tuyên bố là họ giữ hoàn toàn tất cả những công nghệ cao cấp nhất của chiếc MG 5 ở Thái về với Việt Nam, như thế là quá tuyệt vời. Với những cái trải nghiệm rất nhanh thì tôi cho rằng đặt trong cái bối cảnh cạnh tranh hạng B thì những gì mà các bạn có ở đây rất đẹp mắt, không có gì để bàn. Và một điểm cũng tương đối đặc biệt nữa về chiếc MG 5 đó là bộ ghế cả trước lẫn sau đều tương đối dày. Rồi, trong một cái khuôn khổ walk around rất nhanh, rất tiếc là hôm nay chúng tôi chỉ có chắc đâu đấy 10-15 phút để làm video này cho anh em xem thôi, sẽ không thể chia sẻ được gì quá nhiều. Đặc biệt là khối động cơ đằng trước sẽ là một dấu hỏi, nhưng hãy ngồi sang hàng ghế thứ hai xem. Và chắc cũng không cần phải mô tả gì quá nhiều, các bạn sẽ thấy ngay thôi. Với một chiếc xe mà tạo hình fastback có một đường mui rất là vuốt, nhưng các bạn sẽ vẫn có thể tìm thấy một cái không gian ngồi tôi cho là tương đối thoải mái với cái phần trên đầu này, rồi không gian để chân nữa. Với một chiếc xe trục cơ sở nhỏ trong phân khúc nhưng ngồi như này vẫn rất là ok. Một điểm khá là đáng đặt dấu hỏi ở đây đó là chiếc MG 5 có cả bộ ghế trước lẫn sau đều cực kỳ dày. Thật là khó để có thể mô tả cho các bạn bằng hình hay là bằng lời, nhưng bộ ghế ở đây cực kỳ dày. Và có lẽ vì thế mà nó làm cho cái không gian bớt đi độ thoáng. Giá mà bộ ghế này vừa thôi thì chiếc xe này rất tốt về mặt không gian. Và điểm mà tôi cho là đáng tiếc ấy, ở đây đó là tôi ước là cái phần ghế ở giữa này có thể ngồi được một cách tương đối là thoải mái hơn. Chiếc xe dẫn động cầu trước thôi, nhưng mà chúng ta sẽ vẫn có một cái vị trí ngồi ở đây là không thoải mái. Bề rộng ngang thì có thể là ngồi tạm đủ, nhưng độ cứng thì sẽ khiến chúng ta khó có thể ngồi được ở đây trong một không gian dài. Còn về phần tiện nghi thì ok, một cổng sạc, một cửa gió điều hòa, thế là đủ rồi. Cuối cùng thì MG là xe Trung Quốc, xe Anh hay xe Thái, với tôi điều đó không quan trọng, mà thứ các bạn cần quan tâm ở đây là rõ ràng với một chiếc xe dự kiến mức giá đầu năm thì cấu hình tĩnh, những cái gì mà chúng ta cảm nhận tĩnh đủ cho thấy là chiếc MG 5 đang cực kỳ hấp dẫn rồi. Tuy nhiên tôi biết chắc chắn là câu hỏi của các bạn còn đặt ra nằm ở dưới capo cơ, 112 mã lực với một chiếc xe như thế này thì liệu nó vận hành có vui vẻ hay không. Rất tiếc là chúng tôi chưa có xe để chạy thử, và hẹn gặp lại anh em ở một video rất sớm thôi. Sẽ mang chiếc MG 5 này làm nhiều trò vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi và nhấn nút đăng ký để theo dõi nhiều video thú vị khác của GF.